Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 3 tháng 10, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, phương án trang trí, khánh tiết và dự kiến kế hoạch khánh thành, khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các ban của Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận thống nhất một số nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 trình tại Đại hội lần thứ 19 theo các góp ý của Bộ Chính trị. Tiếp đó, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung, phương án dự kiến về chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí thường trực, thường vụ Tỉnh ủy phát biểu kết luận về nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 là việc trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 26 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2020. Các đồng chí thường trực, thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến về kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét 5 dự án, trong đó có 2 dự án tổ chức lễ khánh thành gồm: đường từ quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn thuộc tuyến đường từ quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn với tổng mức đầu tư 1.479 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp với phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy với tổng mức đầu tư 634 tỷ đồng. 3 dự án tổ chức lễ khởi công gồm: đường từ thành phố Thanh Hóa đi cảng hàng không Thọ Xuân với tổng mức đầu tư 3.068 tỷ đồng. Quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn với tổng mức đầu tư 1.473 tỷ đồng, kết hợp tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn. Dây chuyền 1 nhà máy xi măng Đại Dương với tổng mức đầu tư 4.368 tỷ đồng. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: hiện nay có nhiều dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, giao thông đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác. Do vậy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần nghiên cứu lựa chọn một số dự án nổi bật tổ chức khánh thành nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để tổ chức lễ khánh thành và khởi công các dự án, chuẩn bị tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lịch trình, thời gian, thành phần khách mời dự các lễ khánh thành và khởi công hợp lý, khoa học. Cũng tại hội nghị, các đồng chí thường trực, thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và thống nhất phương án trang trí khánh tiết tại trung tâm hội nghị 25B số 133 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện đã vào giữa mùa thu, thời tiết thường xuyên có mưa, độ ẩm trong không khí cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus gây bệnh truyền nhiễm phát triển và lây lan. Ghi nhận tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa, số bệnh nhân nhập viện do các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, cúm mùa, sốt xuất huyết đang gia tăng mạnh. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, chỉ tính riêng tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 300 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng gấp hơn 3 lần so với các tháng trước. Số trường hợp mắc có xu hướng gia tăng mạnh kể từ trung tuần tháng 9. Trong số hơn 70 bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hiện có tới 39 trường hợp mắc tay chân miệng, đa số nhập viện điều trị trong tình trạng bệnh nặng, biến chứng. Hầu hết các trường hợp các cháu vào là với cái biến chứng độ 2A, 2B, nhóm 1, nhóm 2, với những biểu hiện là các cháu nó viêm loét trong miệng, rớt dãi, rồi các cháu ăn kém,
Đấy, thì kèm theo cái dấu hiệu là cháu mất ngủ, kích thích, bồn chồn, và đặc biệt là có nhiều trường hợp có biến chứng nặng về thần kinh. Đấy, như thế là liệt, hôn mê, co giật. Ngoài số bệnh nhân mắc tay chân miệng gia tăng mạnh, một số bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, sốt xuất huyết cũng có dấu hiệu tăng và nguy cơ bùng phát thành dịch. Khuyến cáo người dân là thực hiện một số các biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch, hoặc là sử dụng các dung dịch sát khuẩn tay nhanh, rồi là thường xuyên lau chùi các cái bề mặt thường xuyên tiếp xúc, rồi là lau chùi nền nhà, các cái đồ chơi bằng các dung dịch sát khuẩn thông thường, hoặc là dung dịch có chứa chloramin B, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Riêng đối với sốt huyết thì khuyến cáo là người dân là nằm màn, sử dụng các biện pháp xua diệt muỗi. Đa số các bệnh truyền nhiễm nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện sớm, điều trị đúng cách sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm phế quản, viêm não, viêm màng não, nhiễm trùng máu, thậm chí là tử vong. Hiện nay, nhiều bệnh truyền nhiễm đã có vaccine phòng bệnh. Tiêm vaccine là biện pháp phòng tránh dịch bệnh tốt nhất. Ngoài ra, người dân cần lưu ý, khi có các dấu hiệu của bệnh, cần phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị, tránh tự ý dùng thuốc gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng. Xác định công tác chăm sóc bảo vệ người khuyết tật, trẻ mồ côi là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước và là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Những năm qua, Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chung tay chăm sóc, bảo vệ người khuyết tật và trẻ mồ côi. Nhờ đó, cuộc sống vật chất tinh thần của người khuyết tật và trẻ mồ côi ngày càng được nâng lên, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 21.700 người khuyết tật và gần 22.000 trẻ mồ côi. Với sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc người khuyết tật và trẻ mồ côi, trong những năm qua, ngoài việc phối hợp với các ngành thực hiện chế độ chính sách cho các hội viên, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi tỉnh Thanh Hóa còn tổ chức nhiều phong trào chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người khuyết tật và trẻ mồ côi. Từ nhỏ cháu đã mất cả cha lẫn mẹ nên là đến lúc cháu học năm lớp 5 là được công ty công nông nghiệp Tiến Nông tài trợ để mỗi tháng 500.000. Học đến bây giờ ạ, bây giờ cháu đang theo học trường thương mại ở Cầu Quán Nam. Và học nghề, vừa học văn hóa để sau ra trường để cháu đi làm luôn. Trẻ mồ côi là cái trẻ mà có hoàn cảnh giống tôi. Thứ hai là tôi nghĩ rằng là tôi tạo điều kiện giúp đỡ cho các cháu này để các cháu trở thành một cái nguồn nhân lực cho nhiều thế hệ mai sau. Vợ chồng anh Đinh Văn Ưng bị khuyết tật nặng bẩm sinh với tỷ lệ 72% và 82%, từng là những người có điều kiện hoàn cảnh hết sức khó khăn. Được sự quan tâm giúp đỡ động viên chia sẻ từ chính quyền địa phương và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ côi các cấp. Đến nay, vợ chồng anh đã có cửa hàng sửa chữa điện dân dụng uy tín, là địa chỉ tin cậy, đào tạo và dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật. Hàng năm, trừ tất cả các chi phí, thu nhập bình quân của gia đình anh được hơn 100 triệu đồng. Được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của xã với của huyện thì chồng tôi đã mở một cửa hàng nho nhỏ và phát triển lớn theo hàng năm. Từ năm 2011 cho đến giờ thì cũng gia đình cũng dạy cho khoảng hơn 60 người học và làm việc. Giai đoạn 2015-2020, Hội Bảo trợ Người Tàn tật và Trẻ Mồ côi Thanh Hóa đã tổ chức trao tặng trên 6.000 xe lăn, xe lắc, tư vấn bố trí việc làm cho hơn 6.000 người khuyết tật và trẻ mồ côi, xây dựng sửa chữa hơn 3.000 nhà tình thương, tổ chức nhiều hoạt động dạy nghề, hỗ trợ sinh kế, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, thăm hỏi tặng quà cho hàng chục nghìn người khuyết tật và trẻ mồ côi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người khuyết tật và trẻ mồ côi đã được cải thiện tốt hơn. Hàng chục ngàn người khuyết tật, hộ có người khuyết tật giảm nghèo, hàng trăm thanh niên khuyết tật từ khó khăn vươn lên xây dựng các cái doanh nghiệp sản xuất, các cơ sở sản xuất, làm giàu cho mình và tạo công ăn việc làm cho những người đồng cảnh với mình. Hàng nghìn trẻ em mồ côi khuyết tật đã được đến trường học. Hội Bảo trợ và Người Khuyết tật tỉnh
đã truyền được cảm hứng, lan tỏa một cái tình thương, cái trách nhiệm của cộng đồng để cùng chung tay giúp đỡ cho người khuyết tật cũng như trẻ mồ côi trong tỉnh có thêm các nguồn lực về vật chất, về tinh thần để giúp cho người khuyết tật, trẻ mồ côi trong tỉnh có những cái cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Để có thể tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm sóc và tạo điều kiện cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi, thì bên cạnh sự nỗ lực của các cấp hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, rất cần có sự chung tay của toàn xã hội. Đây là hành động thể hiện trách nhiệm, lòng nhân ái của cộng đồng và toàn xã hội. Các hoạt động trợ giúp, chăm sóc và chia sẻ về vật chất tinh thần mang tính nhân văn sẽ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi nâng cao chất lượng cuộc sống, có thêm động lực vươn lên hòa nhập cộng đồng. Từ việc làm tự phát của một số hộ gia đình, đến nay việc cải tạo vườn tạp đã trở thành phong trào có sức lan tỏa ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, đem lại hiệu quả cao về kinh tế và môi trường. Đặc biệt những năm gần đây, chương trình cải tạo vườn tạp được tổ chức bài bản, gắn với hiện thực tiêu chí vườn hộ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đây, khu vườn đồi này rộng hơn 1 hecta của gia đình chị Nguyễn Thị Lựu ở xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, trồng sen tạp nhiều loại cây như sắn, mía, keo. Giá trị hiệu quả kinh tế thấp, hầu như không đáng kể. Thực hiện chủ trương cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo, cấp ủy chính quyền địa phương đã vận động gia đình chị phá bỏ cây tạp, cải tạo đất để trồng cây ăn quả. Đến nay, vườn cam bưởi của gia đình chị Lựu đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình cũng đi nắm bắt rồi cũng đi tiếp thu các lớp mà tập huấn cho cái trồng phát triển, bắt đầu từ trồng cây lâu năm đến nay thì đã thu hoạch được 3 năm. Nói chung là cho cái hiệu quả cũng là ổn định. Nhưng cũng nhờ đó mà nuôi các cháu ăn học nó cũng không vất vả. Nói chung là cũng đưa kinh tế gia đình ăn bền vững hơn. Chương trình cải tạo vườn tạp bắt đầu được triển khai tại Thanh Hóa cách đây khoảng 10 năm. Trong đó Như Xuân là một trong những huyện đi đầu thực hiện chương trình này một cách bài bản và đạt kết quả tích cực. Từ năm 2015, Ủy ban Nhân dân huyện Như Xuân đã ban hành kế hoạch về cải tạo vườn tạp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Trong đó xác định đến hết năm 2020, toàn huyện cải tạo được trên 800 hectare vườn tạp. Sau 5 năm thực hiện, toàn huyện đã huy động hơn 25.000 lượt người tham gia lao động trực tiếp tại địa phương để rào rậu vườn tược, chỉnh trang nhà cửa, phá bỏ cây trồng cũ kém hiệu quả, đào hố rác, trồng mới cây ăn quả, trồng rau, làm chuồng trâu bò. Nhờ đó diện tích trồng cây ăn quả tăng nhanh, nhiều hộ dân nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo. Vào ngày thứ năm hàng tuần là chúng tôi xuống cán bộ xã xuống cùng với bà con nhân dân để giúp nhân dân là cải tạo vườn tạp. Thì trước hết là chúng tôi đến các cái hộ mà có cái khả năng, có cái diện tích về đất đai cũng như là trong cái vườn của bà con là nó đang nhiều cái cây tạp nó mà hầu như là những cái cây mà nó ít có giá trị hoặc là không có giá trị, thì chúng tôi vận động bà con nhân dân là cải tạo để trồng các cái loại cây mà có cái giá trị kinh tế đấy, phục vụ cho cái nhu cầu của gia đình cũng như là cái thị trường. Từ năm 2018, chương trình cải tạo vườn tạp ở tỉnh Thanh Hóa có bước phát triển mới khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 25 về tiêu chí điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2020. Trong đó, tiêu chí số 9 quy định rõ có ít nhất 30% vườn hộ có hệ thống tưới tiêu khoa học hoặc có áp dụng một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến khác vào sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến. Vườn hộ được quy hoạch khoa học hiệu quả, sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh chiếm tỷ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ vườn. Thực hiện chương trình này, số vườn tạp được cải tạo trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều, quy mô hình thức cảnh quan loài cây trồng được quan tâm chú ý hơn. Cây trồng đưa vào đều nằm trong nhóm sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh quy định. Theo thống kê của Hội làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã cải tạo được trên 3.270 vườn tạp. Giá trị thu nhập tại các khu vườn được cải tạo đạt bình quân 120 triệu đồng hecta một năm. Nhân dân rất là đồng tình ứng và thấy cái hiệu quả rõ rệt trong cái việc mà cải tạo vườn tạp cũng như là cái sự chỉ đạo của Đảng, chính quyền địa phương góp phần cho địa phương về cái phát triển kinh tế, nâng được cái tổng thu nhập của địa phương lên từ 25 triệu bây giờ đã là 37 triệu trên người trên năm.
Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tăng cường hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả cải tạo vườn tạp, hướng tới các giá trị cao hơn, bền vững hơn, chú trọng hình thành nhiều khu vườn kiểu mẫu nhằm góp phần xây dựng thành công nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh. Hiện nay tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh, thay vì tự tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, nhà trường hợp đồng với các đơn vị kinh doanh bên ngoài cung cấp suất ăn theo yêu cầu. Vậy công tác giám sát, phối hợp được các trường thực hiện như thế nào để có những suất ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? Trước đây, trường tiểu học Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa tự tổ chức nấu ăn cho khoảng 400 học sinh bán trú. Để làm được điều này, trường phải hợp đồng thêm với nhiều lao động, tìm đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, xây dựng bếp ăn tập thể, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, nhận thấy có nhiều khó khăn bất cập, trường quyết định hợp đồng với đơn vị chế biến cung cấp suất ăn học sinh, đồng thời có giải pháp kiểm soát chất lượng các bữa ăn. Chúng tôi yêu cầu chế biến tại bếp ăn của nhà trường. Tức là thực phẩm, khi giao nhận thực phẩm thì nhà trường sẽ cử một thành viên trong ban giám hiệu, một thành viên trong ban thanh tra nhân dân nhà trường và một đại diện của chi hội phụ huynh nhà trường đến kiểm định cái thực phẩm đó, không hợp đồng suất ăn từ nơi khác mang về. Trước khi hợp đồng với nhà trường thì chúng tôi cũng kiểm tra được công ty phải đảm bảo đầy đủ năng lực để mà cung cấp thực phẩm cho nhà trường. Trường phối hợp cùng với hội phụ huynh giám sát cái công tác từ vệ sinh, từ cung cấp thực phẩm tới nấu các bữa ăn cho các cháu. Chi hội phụ huynh cũng không thể là thường xuyên ngày nào cũng giám sát được, nhưng sẽ cử từng người của từng lớp cứ thay phiên nhau đại diện tới bất chợt để kiểm tra. Hiện nay, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thanh Hóa cũng đã hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Ngoài việc tìm hiểu, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực đã được cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh an toàn vệ sinh thực phẩm, các trường đều tăng cường kiểm tra giám sát tất cả các khâu, từ nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến thực phẩm đến bảo quản, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Nhà trường còn phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn xây dựng thực đơn vừa đảm bảo cân đối dinh dưỡng, vừa hấp dẫn đối với trẻ. Cái tiêu chí của doanh nghiệp đề ra đó là phải cái chất lượng từ cái nguồn rau, củ quả, thịt, cá, hải sản, phải tìm từ cái nguồn, phải có chứng nhận của Việt Gáp 100%. Ra một cái bữa ăn cho các cháu phải bao gồm 4 bước và mỗi người cán bộ công nhân viên trong công ty đều phải chịu trách nhiệm của từng bước một. Đầu năm học thì việc đầu tiên công ty phải làm đó là tập huấn cho toàn bộ cán bộ công nhân viên về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau mỗi bữa ăn thì giáo viên của chúng tôi cũng luôn luôn lắng nghe, xem cái sự chia sẻ của các con, xem các con ăn có ngon miệng không, có hợp với khẩu vị của các con không. Để rồi sau đó chúng tôi cũng có ý kiến tham mưu với ban giám hiệu nhà trường để điều tiết, điều chỉnh cái bữa ăn cho các con để làm sao đó để các con ăn hết cái suất ăn của mình, đảm bảo dinh dưỡng và phụ huynh cũng yên tâm trong cái việc mà gửi bán trú. Việc hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú đang trở thành xu hướng của các trường tiểu học. Điều này giúp nhà trường có điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tốt hơn. Tuy nhiên, ngoài sự tự giác chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của các đơn vị kinh doanh, nhà trường, hội cha mẹ học sinh vẫn phải phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra giám sát để có được những bữa ăn đảm bảo an toàn, chất lượng cho học sinh. Hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng, thúc đẩy chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa phát động chiến dịch ra quét và xử lý mã độc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Chiến dịch đang được đông đảo đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng. Chiến dịch ra quét và xử lý mã độc tỉnh Thanh Hóa năm 2020 là chiến dịch vì cộng đồng, cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng. Các phần mềm phòng chống mã độc được cập nhật cho phép sử dụng miễn phí qua website http://khonggianmang.vn /chiến dịch2020. Bản thân là một học sinh, em sẽ áp dụng vào việc sử dụng phần mềm đó để bảo vệ máy tính và điện thoại và dữ liệu của mình, và có thể là hướng dẫn cho các bạn chưa biết về cái phần mềm này. Chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho cán bộ đoàn viên thanh niên toàn đoàn hiểu và nhận thức sâu sắc về cái vai trò tác dụng của an toàn an ninh thông tin mạng. Cái thứ hai là chúng tôi phối hợp với Trung tâm Thông tin Truyền thông của tỉnh Thanh Hóa
tổ chức hướng dẫn cho cán bộ đoàn viên thanh niên cài đặt, rà soát, xử lý các cái mã độc trên các cái máy tính và các thiết bị thông minh. 9 tháng năm 2020, hệ thống giám sát an toàn không gian mạng tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thường xuyên có khoảng hơn 20 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh bị lây nhiễm mã độc kết nối vào mạng máy tính Marbonnet. 4 trang thông tin điện tử của các tổ chức doanh nghiệp bị tấn công, thay đổi giao diện trang chủ. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa đã thực hiện ứng cứu hơn 1.000 lượt sự cố liên quan đến phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ để thực hiện cái việc là thống kê cái tình hình lây nhiễm mã độc trên địa bàn tỉnh hàng ngày, để qua đấy để cung cấp cho các cái cơ quan, đơn vị và địa phương để nắm được cái việc triển khai chiến dịch làm thế nào mà đạt hiệu quả nhất. Song song đấy thì Sở Thông tin Truyền thông cũng đã triển khai các cái phần mềm thực hiện việc theo dõi theo thời gian thực để biết được các cái đơn vị cơ quan nào đang có những cái kết nối liên quan đến hệ thống mã độc, để qua đấy thì có những cái biện pháp để xử lý một cách kịp thời. Việc đảm bảo an toàn an ninh mạng cũng như làm sạch mã độc trên không gian mạng không chỉ phục vụ quá trình chuyển đổi số và hội nhập mà còn thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số. Hoạt động này còn góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 3 tháng 10, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức đạo đức công vụ và văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ chủ chốt mở rộng của thành phố. Tại lớp cập nhật kiến thức, gần 1.000 cán bộ công chức viên chức đang làm việc tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường, xã trên địa bàn thành phố đã được tiến sĩ Đào Ngọc Báu, giảng viên chính Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung trong chuyên đề đạo đức công vụ và văn hóa công sở đối với cán bộ công chức viên chức hiện nay. Trong đó tập trung vào những tiêu chuẩn, nguyên tắc quy định hành vi, quan hệ của công chức trong thực thi công vụ, phục vụ hoạt động công vụ, các giá trị niềm tin và các chuẩn mực trong hoạt động tại công sở. Thông qua lớp cập nhật kiến thức, các cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Thanh Hóa nắm rõ và đề cao vai trò trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo nền nếp tác phong làm việc khoa học, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức thành phố chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả theo hướng tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Trung đoàn 3 Sư đoàn 324, Quân khu 4 vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà 100 đồng cho gia đình Đại úy Hà Văn Quan, chính trị viên Đại đội 20 ở phố Đoàn, xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước. Ngôi nhà 2 tầng kiên cố với diện tích 140m², tổng kinh phí xây dựng 650 triệu đồng đã được bàn giao cho Đại úy Hà Văn Quan. Trong đó, Đại đội 20, Trung đoàn 3 hỗ trợ 80 triệu đồng tiền mặt trích từ nguồn quỹ mô hình ngôi nhà 100 đồng và 600 ngày công lao động. Còn lại do anh em họ hàng đóng góp ngày công và tiền mặt. Với tinh thần mái ấm gia đình, thắm tình đồng đội, từ năm 2015 đến nay, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 Quân khu 4 đã hỗ trợ xây dựng được 2 ngôi nhà 100 đồng do Ban Thanh niên Quân đội phát động, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên đóng góp 100 đồng mỗi ngày để ủng hộ xây dựng nhà ở cho quân nhân có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho 2 quân nhân, 5 nhà đồng đội cho 5 quân nhân trong đơn vị và xây dựng một số nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa với số tiền hỗ trợ hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động. Ngày 3 tháng 10, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Gôn Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng thiết bị, đồ dùng giảng dạy và học tập cho trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở Sơn Lư, huyện Quan Sơn. Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Lư hiện có 8 lớp với 201 học sinh. Năm học 2020-2021, nhà trường sẽ được kiểm tra công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Tuy nhiên hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là thiếu hệ thống máy tính, TV thông minh để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản trị nhà trường. Đại diện Hội Gôn Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng cho trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Sơn Lư gói thiết bị đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy và học tập với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đối với công tác giáo dục đào tạo, góp phần chia sẻ khó khăn giúp các trường học khu vực miền núi của Thanh Hóa có thêm điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.